Yes. Vâng, rất nhanh luôn. Vâng, hôm nay rất nhanh. Vâng, mấy con hàng cũ là không kịp vào. Yes. Vâng, một 2 SS lại nào. Vâng, cánh hoa nhỏ. Vâng. Vâng, một 7 đít rồi. Hello anh Lương Công Tráng nhá. Vâng, chào chị Vũ Như Quỳnh. Random Zoom 18 anh Thắng ơi. Random Zoom 18 nha bằng. À đây rồi, vào tay chém 8x Sài Gòn đây rồi. Vâng, bổ sung một con hàng cứng. Vâng, đây rồi, bảng quân cho anh em nha. Bên mình là Katha Zom Xeng Pho, bên kia là hai cho so một AC một Zom. Bên mình vẫn đẹp hơn. Somebody pass the wood. Yes. Hello anh Bá Hải. Vâng, 8x già tay chậm già thì đánh cái gì à? Bằng đánh hay phết đấy. Anh hơi bị hay đấy, anh em đừng tưởng. Get out. Get out. Vâng, lag à? Vâng, hình như là lại lag rồi. Không biết ông nào đít đây. Vâng anh em ơi, chờ một tí nhá. Vâng, dường như máy của Ngư bị đít. Anh em chờ một tí để em vâng xem sao em cải lại.
Vâng, máy ngư vừa mới có chút vấn đề nha anh em. Nên là bây giờ vừa mới ấy lại rồi, vừa mới view lại rồi. Chúng ta đến với trận thi đấu tiếp theo nào. Anh em vào nhanh quá. Một hai trận đầu thì đang ít. Mới vào được trận. Vâng, trận đấu tiếp theo nào, Egypt. Vâng, quân rất đẹp dành cho cả hai bên. Vâng, bên mình là Egypt zoom cho bên kia là cho Katha sang Egypt. Vâng, cân chặt chẽ. Vâng, mới có một tình huống deep thôi mà anh em mà đi đâu hết rồi. Vâng, mới có tình huống deep thôi mà anh em đi đâu hết. Rượu ngọt làm ta thấm cay, cà phê đắng. Cuộc đời chỉ có cho không, rồi đến rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi được không. Giàu thì nhiều người theo, quạnh hiu trống vắng khi nghèo. Nhìn cuộc đời cách xa ôi tầm tay với. Nhìn cuộc đời sao tay còn đang trắng tay. Bao lời yêu tiếng thương sao giờ xa vời. Trong bóng đêm ngồi ngồi một mình tôi. Vâng, thôi out đây các vâng. Các pro vào nhanh VC. Vâng, anh em là một mình anh em phải vâng, tranh đùa với bao nhiêu người đấy, không phải đùa đơn giản mà vào được đâu. Vâng, đây toàn là những con hàng mà nhanh tay thôi đấy. Mà không những nhanh tay mà lại còn phải là đúng thời điểm. Anh em phải căn đúng là cái trận đấu nó chuẩn bị kết thúc là anh em sâu luôn. Vâng, anh em là phải chờ. Vâng, chứ còn anh mà không vào được một hai ván mà anh bỏ cuộc thế là anh không có ý chí rồi. Ở đây rất nhiều con hàng, mấy hôm trước cũng rất nhiều con hàng mà chờ mấy tiếng chỉ để chơi một trận với ngư thôi đấy. À, chắc chắn tại sao em được à? Ok em nha. Vâng, chúc em may mắn. Anh em cần phải dự đoán đúng thời điểm mà nó sẽ đi đây tầm khoảng hơn 30 giây nên là tầm khoảng trước khi kết thúc trận đấu 1 phút là anh em sâu mạng dần là vừa. Ice,
Đồng bên mình lên đời khá sớm. Vâng, nãy vừa chơi vừa xem live vui phết. Tí vào chém phít ngư, ok anh em nhá. Anh em mà cứ vừa chơi vừa xem live nhá, để có thể bằng chém phít ngư. Nhưng còn anh em mà chơi xanh chín là căng đấy. Vâng, gần như là 5 đánh 4 đấy. Ngư là có thể cân 2 thoải mái luôn. Trong khi đồng đội của ngư nhiều ông cũng khá là khỏe. Vâng, gian Doom Zoom 1 hay 2 à? Vâng, gian Doom Zoom 18 anh ơi. Vâng, sao lại có gian Doom Zoom 1 hay 2 nhỉ? Vâng, gian Doom Zoom 18 Game TV Plus. Vâng, ông 18 sao lại đi sai này? Vâng, mới phút 15 đi sai mà thề luôn, lần sau không cho ông này chơi nữa. Vâng, đánh mất hay, mất cả hai đi. Yes. Oh yeah. Somebody pass the wood. Yes. Oh yeah. Your attempts are futile. Somebody pass the wood. Vâng, trận đi đấu tiếp theo nào. Ông nào lái đít rồi. Sao hôm nay hay đít thế nhờ, mỗi hôm đánh rất thoải mái mà. Vâng, hai ông đít luôn. Vâng, ta đến với trận thi đấu tiếp theo nào. Yes. Đó, em có thể like và share. Vâng, hơn 500 bình luận rồi nhưng mà chưa đủ 500 like này. Vâng, em đi ăn cơm đây à? Ok. Đó, rất nhiều những con hàng khác đang chờ. I need food. No. Và trận đấu tiếp theo nào anh em dí dát vào nhá. Và Greg đây rồi, cơ hội để anh em bằng chém đây rồi.
Kích Saminfo là con bên mình, bên kia là Tứ Tuyển, Panzomia và Maxi. Donna, Rogan, Isa,
Alo alo. Vâng, 35/52. Và đánh chắc nhà đến từ game thủ Tiểu Thủy Ngư. Sáu trên 88 cũng thấy anh em chiếm trận này. Đó, đang phát triển đến từ Tiểu Thủy Ngư. Are you nervous?
Oklahoma. Vâng, 76 trên 116. Tí nữa sẽ lên 4. Đã lên 4 xong, đến từ tiểu đỉnh ngư rồi. Thằng này đang rất to. Vâng, bắt đầu kích y thần nhưng mà hình như là 1750 thịt mới kích được hay sao ấy. Có đạp đồi đến từ 16. Xong. Oh,
146 chứ 196. Đã ôm được rất nhiều vàng, y đã y thần rồi. Trận này sẽ cần map đến từ đến tuổi tiểu thủy ngư. Không bấm à? Tiếp tục là đi ôm vàng, lực đang quá khỏe luôn. Cần map. Bên kia không biết là hot thần chưa. Ô bảy Maxi không biết là hot thần chưa đấy. Hot thường thì không có cướp. Nhưng mà chắc mình nghĩ cũng là hot thần rồi đấy. Mình nghĩ cũng là hot thần rồi, cảm giác bắn cũng khá là đau. Đi ôm thêm vàng. No. Dần mắt xe cùng bánh xe bắt đầu là rú vào. Nắm ba con hot này gặp y thần thì nó đâm cho nhấc người luôn. Hàm này sắp full 2 lít rồi. Ô 2 bắt đầu có hot. 2 summer. Ý nó cứ chọc một pha chết một dần rồi. Cần map trong trận đấu này.
Bên kia không biết là còn ai không. Một trăm tám mươi tám một trăm trên 200 vâng, rũi tơn cuối cùng vào nhà mùa 7 đấy, cho mùa 7 giết chết hẳn luôn vòng đồng phết đấy, cũng phải e các kiểu. Bảy rất đông hot nha. Con này đang muốn rũ vào nhà. Đồng vẩy e mà chúng tôi. Bây giờ bắt đầu là sổ vào ruộng thôi. Dân Maxi nó không thể chạy được cái loại Ethan này. Bên kia cũng là hot thần. Mở thằng này không cửa thua rồi. Một bảy đi sai. Không có tuổi. Và anh em đang xem thì cho em xin mỗi người một like, một comment nhá. Mark hit là quần mình, bên kia là Iazo 4baby. All of my homes, 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 all of my homes,
Vâng, cầm Persian trong cánh và đánh cung à đi từ Vâng, trận vừa rồi thắng anh em làm gì có cửa thua. Không cửa thua.
Ý thần cân nặng. Chưa thể vào được nhà của tiểu ngư. Rất chắc. Quan trọng là đang sóng dần đến từ ngư. Bên kia cũng không thấy có quần ốp, cứ sóng dần thôi. Sóng dần cũng là thủ nhà. Thế là xong rồi. Còn bản thân đã có. Nhất lên 4 đánh hót thần. Siêu to. Thiếu tí gỗ.
No. Bên kia đang to khá là đều nha. Đánh cấp lửa. Tí nữa trần đang đổ máu. À mà đánh voi, đánh voi. Tôi đang muốn vâng như đánh voi rồi. Vâng Viper. Rất nhiều ruộng đang chờ những cấp vòi thần. Oh!
Bắt đầu đi lù cái bản đồ này. Voi bờ nó cực kỳ là chất lượng. Yes.
Oh yeah. Yes. Gold, please. Yes. Start the game already. Gold, please. Gold, goalie, please. Alamaz. Holmes. Yes. Start the game already. Ice, Yuri, Alamaz, Yuri, Alamaz, Yuri, Alamaz, Yuri, Alamaz, 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 Alamaz,
Thomas.
pass the wood. Oh!
Thank you.
Yes. Get out.